Tin bóng đá hôm nay ngày 29 tháng 10, tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận đấu với UAE. Trên trang cá nhân sáng ngày 29 tháng 10, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ tấm ảnh ôm bé Đỗ Gia Bảo, con trai đầu lòng của tiền vệ tuyển Việt Nam và người vợ Triệu Mộc Trinh. Nhiều người hâm mộ đã dành cho Hùng Dũng và gia đình những lời chúc mừng trong ngày tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội lên chức bố. Anh đăng tải tấm ảnh ôm con cùng dòng trạng thái dí dỏm. Cháu là Đỗ Gia Bảo, lớn lên cháu sẽ làm đội trưởng và gắng sức vèn tốt hơn bố à. Chưa đầy nửa giờ, bài đăng của Hùng Dũng đã nhận được hơn 2.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 50 lượt chia sẻ và hơn 200 bình luận. Chúc mừng em và gia đình đã đón chào thành viên mới. Chúc con hay ăn trống lớn, tương lai sẽ Hùng Dũng mạnh mẽ như bố, tài khoản Tô Anh Giang bình luận. Trước thềm lễ trao giải quả bóng vàng 2019, Cristiano Ronaldo đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Ferran Football. Tại đây, tiền đạo Juventus đã chia sẻ về mối quan hệ với Lionel Messi, người đồng nghiệp cũng như đối thủ cạnh tranh của anh trong nhiều năm. Nhiều người nói rằng sự cạnh tranh đã thúc đẩy chúng tôi cùng nhau phát triển. Chúng tôi đã tốt hơn nhiều trong khoảng thời gian chơi bóng ở Tây Ban Nha. Điều đó hoàn toàn đúng. Ở Madrid, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Messi nhiều hơn là Manchester, Ronaldo nói. Anh cho biết thêm, đó là một sự cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi là hai biểu tượng của câu lạc bộ mà mình thi đấu. Tôi nghĩ gần đây, Messi có nói anh ấy cảm thấy nhớ việc cạnh tranh với tôi. Ngày 28 tháng 10, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với UAE và Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 27 cầu thủ. Ngoài những cái tên quen thuộc, ông thầy người Hàn Quốc cũng đã quyết định trao cơ hội cho Lê Văn Đại, Thanh Hóa và Ngân Văn Đại, Hà Nội FC. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tập trung, 10 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC và Quảng Nam vẫn chưa thể hội quân vì phải chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Quốc gia 2019. Văn Hậu và Công Phượng chỉ có thể hội quân sớm nhất vào ngày 11 tháng 11, trong khi Lê Văn Đại của Thanh Hóa cũng tập trung muộn vì phải chuẩn bị cho trận play-off lên chơi V-League 2020. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán UAE ngày 14 tháng 11 và Thái Lan ngày 19 tháng 11. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam hai năm qua đã mang tiếng nói quan trọng giúp đưa về cơ hội tổ chức lễ trao giải AFF Good Night. Đây là giải thưởng lớn nhằm tôn vinh những cống hiến của các ngôi sao bóng đá khu vực. Tiếp nối những thành công của năm 2018, năm 2019 chứng kiến những bước đột phá trên con đường vươn mình của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thầy trò Park Hang-seo đã vào đến tứ kết ASEAN Cup 2019 với màn trình diễn ấn tượng trước các đội bóng lớn. Sau đó là ngôi Á quân giải King Cup trên đất Thái Lan, nơi mà đội tuyển Việt Nam trực tiếp đánh bại đội chủ nhà. Trong khi đó ở vòng loại World Cup 2022 đang diễn ra, đội tuyển Việt Nam đang có 7 điểm và cùng đứng đầu bảng với Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp. Với những thành công chói lọi kể trên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lọt vào danh sách đề cử giải thưởng AFF Good Night 2019. Sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 8 tháng 11 tới.